Chúng ta đi vào ví dụ số 1 với nội dung như sau. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gram canxi vào nước thu được dung dịch X, sụp khí CO2 và dung dịch X. Qua quá trình khảo sát, người ta lập đồ thị của phản ứng như sau. Và yêu cầu của đề bài là giá trị của X, được chưa nhỉ? Vậy thì với cái bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xử lý cái dữ kiện là canxi oxit này tan được ở trong nước, được chưa nhỉ? Canxi oxit tan được ở trong nước các em nhé, và chúng ta xem cái dạng đồ thị của nó như thế nào. Đây là một dạng đồ thị rất là quen thuộc đúng không các em, dạng thị rất quen thuộc nhá. Vậy thì đầu tiên trước khi chúng ta làm cái bài đồ thị này, chúng ta phải xử lý các dữ kiện về dữ kiện chuẩn và chính là số mol trước các em chú ý nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là số mol của CaO ở đây sẽ bằng 11,2 em chia cho 56, nó sẽ bằng là 0,2 mol. Được chưa nhỉ? 0,2 mol như thế này, được chưa? Thì với cái dạng này nó sẽ khác với các dạng bài toán khác. Các dạng toán khác thì thầy sẽ đi từ cái phần cụ thể hóa theo đúng con đường của chúng ta, đó chính là đi từ phần cụ thể này, giải chi tiết ra này và sau đó sẽ đúc rút cho chúng ta các kinh nghiệm. Còn với cái dạng này thầy muốn làm ngược lại một chút. Đó là thầy sẽ chỉ ra các cái hướng giải khi mà chúng ta gặp cái bài này ở trong chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia, gặp cái này bài này trong đề thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây thì các em hãy đọc kỹ đề bài và các em thử tính nhá. Còn thầy sẽ sao chép lại cái đồ thị này sang bên này để chúng ta sẽ làm nhá. Trước khi vẽ cái đồ thị này thì thầy muốn đưa ra cái đồ thị chuẩn trước. Tất cả mọi cái bài toán liên quan đến đồ thị thì chúng ta sẽ đều dựa trên các cái dữ kiện chuẩn trước các em nhé, chú ý cho thầy. Được chưa nhỉ? Đều dựa trên dữ kiện chuẩn trước. Dữ kiện chuẩn ở đây là phản ứng sinh ra giữa canxi hydroxit với CO2. Thì cái dạng đồ thị của chúng ta sẽ là gì? Dạng đồ thị của chúng ta sẽ là hình tam giác cân. Được chưa nhỉ? Dạng đồ thị sẽ là tam giác cân. Được chưa? Đang là cần như này. Được chưa? Thế thì để xử lý cái dạng này, thì giống như trong tiếng Anh thì nó có các từ khóa, đúng không ạ? Trong tiếng Anh nó có các từ khóa thì đối với trong hóa học thì với cái dạng đồ thị này nó sẽ có một số cái điểm khóa mà chúng ta cần